Là menu tiếp theo đấy là concept menu thì chúng ta chỉ cần kích chuột vào màn hình, kích chuột vào một cái màn hình hoặc là một cái đối tượng gì đấy thì nó sẽ show lên chúng ta rằng concept menu như này, một đối tượng gì đấy. Menu của concept menu nó đẹp hơn với phần pop rất nhiều, cái này được dùng nhiều hơn. Chúng ta làm như nào thì nguyên tắc làm ra vẫn giống như hai lần trước, chúng ta phải tạo ra một cái menu đã, đúng không, một cái file menu đã. Đây, tạo ra một cái file menu vẫn có những cái như thế, vẫn có những cái thuộc tính như thế, đúng không? Rồi ví dụ cái file chúng ta tạo ra là file như này, chúng ta giả lập cái việc là thay đổi màn hình, thay đổi màu sắc của màn hình, chúng ta kích chuột vào màn hình và chúng ta thay đổi cái màu sắc của màn hình, đúng không? Màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng như đấy. Sau đấy thì chúng ta vẫn dùng cái pop-up menu, vẫn dùng pop-up menu nhé, để hiển thị cái concept menu lên in Blaster. Rồi nhưng để mà đưa cái concept menu vào thì chúng ta không phải đưa như thằng pop-up, mà chúng ta phải cài đặt cái hàm là on click concept menu đấy, on click concept menu. Sau đấy thì chúng ta sẽ làm đưa cái menu còn tắt, chọn màu, chọn nền. Đó. Đăng ký sự kiện chúng ta phải đăng ký, gắn sự kiện chúng ta phải dùng cái hàm là register for contact menu. Đấy. Rồi chúng ta làm thử nhá. Đầu tiên là chúng ta vẫn vẫn như hai cái trước nhá, chúng ta đi tạo một cái menu, menu này new đúng không? Menu thì shop file chúng ta bảo là menu contact. Ok, chúng ta có menu contact đúng không? Sau này chúng ta giả lập là chúng ta sẽ chọn màu, thì một cái menu chọn màu nó là dạng cũng dạng như pop-up thôi nhưng nó đẹp hơn chút, item đúng không? Thứ nhất là cần có cái title, ví dụ như là chọn màu, màu xanh. Chúng ta cần có cái ID cho nó luôn để chính là mắt sự kiện. Cái này là menu cuốn sách đúng MNU cuốn sách, MNU cuốn sách nhé. Xanh không? Xanh. Rồi sau đấy chúng ta copy ra xanh đỏ tím vàng gì đấy, xanh đỏ đó. Màu đỏ. Tím. Màu tím. Vàng. Màu vàng. Đấy, các menu xanh đỏ tím vàng này. Và chúng ta còn các menu này thì chúng ta cũng cần phải cần một cái đối tượng để chúng ta bấm chuột vào để nó hiển thị lên cái dạng của các menu. Thì ở đây chúng ta đang có một cái gọi là gì đây nhỉ? Đây rồi đúng không? Cái này này, cái kia. Rồi chúng ta cho thêm một cái cho thêm một cái chưa đi. Cho thêm một cái bấm. Đó. Bấm button, grab content. Đó. Bấm này nó chưa gắn với thằng nào cả. Chúng ta sang design kéo thả nhanh, sang design cái này gắn với màn. Trái phải đi, trên dưới đi. Rồi. Sau đấy thì chúng ta cho nó một cái ID đúng không? ID btn contact
sau đó một cái chữ gì nhỉ, tắt chọn màu nền đấy, được không? Rồi sau đấy chúng ta sang bên này khai báo đấy xong rồi chúng ta phải khai ánh xạ luôn đúng không, và chúng ta sẽ thay đổi cái mọc nền của cái thằng này nhá, mọc nền của cái thằng hình của cái màn hình này này. À, đang nó đang màu trắng phần sáng này đúng không, chúng ta sẽ thay đổi lên màu đỏ trước. Để thay đổi được màu nền này tương tác được với cái màn hình này thì chúng ta cũng phải đặt ID cho cái thằng màn hình đúng không, thì ID của màn hình nó chính là cái thằng con chết ao này, cái này đấy, thì chúng ta đặt cho nó ra đi thôi. À, ví dụ như là đây ID ta bảo là màn hình đúng không, màn hình mờ hờ đi, mờ hờ là màn hình, màn hình ví dụ như màn hình là con chết tuần con chết đấy. Rồi sau đây chúng ta sẽ ánh xạ nó. Ở đây chúng ta ánh xạ cho một thằng rồi đúng không? Đâu rồi? Cái con vít này, con vít này. Có một cái hàm là hàm mapping. Cho vít này. Cắt cái đoạn này xuống nhé. Cắt cái vít này. Cắt vào này. Rồi, chúng ta khai báo thêm một cái là button này, bấm này. BTN còn tắt một cái màn hình ra là con chết layout, con chết chết layout NT layout đây. À, layout nhé. Rồi sau đấy chúng ta sẽ là ánh xạ thằng này luôn, BTN còn tắt layout này. À, ngoài kia mình khai báo là mờ hờ đúng không? Mờ hờ con chuẩn đấy. Cho nó chuẩn rồi, ok ngon, ánh xạ xong đúng không, như vậy là chúng ta đã vừa mới khai báo và ánh xạ xong. Thế bây giờ để mà đưa cái menu con text này vào chúng ta phải cài đè một cái hàm đấy. Một cái hàm chúng ta cài đè từ dưới cho nó đúng cái từ hả. Rồi chúng ta phải cài đặt một cái hàm gọi là hàm on correct context menu đấy, on correct context menu. Rồi trong cái hàm này chúng ta cũng phải dùng một cái menu in blocker để đưa cái layout vào. Menu in vector là cái lớp để chúng ta đẩy cái layout vào. Menu in vector bằng get context menu in vector. Muốn chúng ta muốn đưa bất kỳ một cái layout nào vào ở ngoài vào, chúng ta phải dùng cái lớp là gọi là in vector. À, thì được muốn đưa dạng menu thì chúng ta phải là menu in vector, get menu in vector. Rồi sau đây chúng ta gọi cái hàm in vector, in vector chấm in black đó. Chấm in black chúng ta truyền vào đây một cái gọi là một cái menu, cái menu cái ở phía ngoài chúng ta tạo ấy, cái file email đấy, r.menu menu chấm gì à, menu context đó. Đối số thứ hai nó là một cái menu đúng không? Cái menu này chúng ta lấy menu ở phía trên luôn, à, con text menu. Đấy, đây là cách gắn gắn cái file giao diện vào cái con text menu. Đúng không? Rồi, thế thôi. Thằng này nó chỉ cần gì thôi, không cần câu trước gì hết cả. À, thằng này không cần câu, đúng không? À, bây giờ chúng ta cài thử xem thì nó sẽ hiển thị lên cái gì đó. Và sau đấy chúng ta gắn sự kiện xong. Chạy xong nhá, đã xem kết quả. Chọn màu nền đúng không?
Kích vào toàn màn hình. Ồ, không lên gì. Kích vào show menu thì nó lên đúng không? Kích vào toàn màn hình thì không lên gì. Chúng ta xem lại. Để xem cần show không. Rồi như vậy chúng ta xem lại phần lý thuyết. À như vậy chúng ta thiếu một cái phần gọi là đăng ký. Có nghĩa là nó không phải show nhưng nó phải đăng ký. Đó, về đăng ký cái câu contact menu này. Đấy, thì nó mới lên được. Rồi, đăng ký bằng cái hàm là register for contact menu và truyền cái đối tượng cần kích đấy vào thì nó mới đối tượng này nó mới nhận cái sau đây là cái menu đấy. Đấy. Còn mắc cái chuyện thì chúng ta phải cài đè cái hàm on cho tất này. À, như vậy chúng ta phải đăng ký để sau đây được chúng ta phải đăng ký bằng cách là gọi cái hàm này nhé, register for contact menu. À, cái hàm này được gọi ở trong cái on click. On click. Đây, hàm on click này. Đây hàm này. Phải gọi cái hàm là register. Đấy. Register for contact menu. Đấy, truyền vào cái đối tượng cần đăng ký, cái đối tượng của chúng ta là BTN contact. Đấy, rồi trở lại. Tại xong nhá, chúng ta xem kết quả. Show contact này. Ồ, không lên à? Xem lại. À, như vậy là cái này của mình là đúng rồi nha, nhưng mà mình file một chỗ là trở lại sang chỗ là cái của nó là nó phải là dí vào long list, sự kiện long list, cái con cách này là nó là sự kiện long list rồi nó dí vào đây đúng không? Đấy, thì khi không có menu thì nó phải là lên màu xanh màu đỏ này, không có menu đúng không? À, không có cái tiêu đề. Còn nếu chúng ta cho tiêu đề vào thì nó sẽ ở trên này nó có tiêu đề và có cái icon đó. Mà ví dụ cho tiêu đề vào này. Nó xem kết quả nhé. Ghi long list nhé. Nó long list nhé. Thì kiểu nó long list. Đấy, chúng ta có cái icon này, biểu tượng chọn màu. Bây giờ chúng ta phải bắt sự kiện cho nó. À, chọn màu thì chúng ta phải khi chọn màu xanh thì chúng ta phải chuyển đổi cái màn hình này thành màu xanh đúng không? Đấy, tương tự như thế. Thì để mà bắt sự kiện cho cái thằng menu contact này thì chúng ta phải cài đặt cái hàm gọi là hàm on contact item selected. Đấy, on contact item selected. Đây, chúng ta cài đặt cái hàm tiếp theo của nó là on context item selected. Rồi hàm này nó có cái menu item đúng không, ta cũng phải submit nó đúng không, submit theo cái menu item này này, cái ID của nó chấm get item ID đúng không, xem thì nó là cái thằng nào màu gì đúng không, màu gì thì chúng ta sẽ fit nó cây này, cây là cái gì nhỉ, xem thử là item của nó là cái màu nào nó cùng với cái màu nào đúng không, của chúng ta ở ngoài kia chúng ta là trong cái menu của chúng ta là chúng ta đã khai báo gì ạ, R này chấm này ID đúng không? Chấm. Lúc này chúng ta khai báo là MNU contact CC đúng không? À, xanh đỏ tím vàng này. Xanh. Nếu như nó là màu xanh cùng với cái ID màu xanh thì chúng ta phải làm gì đấy? Chúng ta sẽ thay đổi cái màn hình thành màu xanh. À, thì thay đổi để thay đổi được màn hình thì chúng ta phải làm gì ạ? Dùng cái ID của cái thằng này kia, dùng ID của thằng màn hình. ID thằng màn hình chúng ta đặt là MH đúng không? Màn hình. Chấm. Set background đó, thay đổi màu kia đấy, color này, color lớp color, dùng lớp color chấm xanh là blue này đó, đấy, blue gì đây, cannot view blue màn hình đó, lỗi à.
không thể áp dụng vô lý. À, cho gì nó là không phải set background mà set background color. Đây là set background color. Set background color. Rồi, color chấm màu nó blue. Đấy. Đấy. Sau đấy black. Black. À, tức thì như vậy chúng ta sẽ có cả cái màu còn lại đúng không? Tuyết cây, ba màu còn lại. Xanh rồi thì là gì ạ? Đỏ. Thì ở đây nó sẽ đỏ là nó sẽ red. Tím. Tím nó sẽ là màu pink. Có, không có pink à? Hơi tăng. Hả? Không có pink. Có thì dùng cái màu đen cũng được. Sang sơ gì đấy này. Violet à? À, Violet. Có đâu? Không có. À, không có thì chúng ta dùng tạm màu này và hoặc không lấy mã màu cũng được. À, vàng nữa. Vàng. Vàng ta là yellow đúng không? Có phải yellow không? À, có yellow. À, đây có cái sen này, tím sen này này. Đúng không? Dùng sen này tím. Sen nhé. Rồi. Thế thôi nhỉ. Ta thử nhé. Chúng ta xem kết quả. Toàn màu đó. À, long click toàn xuyên đấy. Toàn màu xanh đấy. Nó đổi màu xanh đúng không? Toàn màu tím này. À, màu xanh là màu này à? Màu này màu xanh à? À, magenta. Magenta, ok, đúng rồi đấy, magenta đấy, màu đỏ đúng không? Màu tím là magenta đúng không? Đấy, magenta là màu tím nhé. Chúng ta xem lại kết quả tím. Long click này. À, màu tím đó, đấy, màu tím. Rồi. Ok.